Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn toán lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100. Bài 24: Gấp một số lên một số lần. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 70, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô cho chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Các em quan sát và lắng nghe cô giáo đọc bài toán sau. Việt có 6 quả táo. Số táo của Mai gấp 4 lần số táo của Việt. Hỏi, Mai có mấy quả táo? Chúng ta hãy đọc thầm lại bài toán một lần giúp cô nhé. Cho cô biết. Bài toán cho chúng ta biết gì nào? À, bài toán cho chúng ta biết bạn Việt có 6 quả táo đấy. Cô giáo tóm tắt như sau. Bạn Việt có 6 quả táo được thể hiện sơ đồ bằng một vạch. Bài toán còn cho biết gì? Bài toán còn cho biết số táo của bạn Mai gấp 4 lần số táo của bạn Việt. Số táo của bạn Mai chưa biết là bao nhiêu quả, chỉ biết là số táo của bạn Mai sẽ gấp 4 lần số táo của bạn Việt. Vậy ở đây, cô giáo thể hiện tóm tắt trên sơ đồ, đó là bằng 4 lần số táo của bạn Việt. 4 phần bằng nhau. Và ở đây, bài toán hỏi chúng ta, Mai có mấy quả táo? Vậy muốn biết bạn Mai có mấy quả táo, chúng mình sẽ làm như thế nào? À, đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ lấy số táo của bạn Việt nhân với số mà bạn Mai, số táo của bạn Mai gấp 4 lần số táo của bạn Việt. Ta sẽ giải như sau. Mai có số quả táo là, ta lấy số quả táo của bạn Việt nhân với số lần. Đó là 6 nhân 4 bằng 24, mở ngoặc quả, đóng ngoặc. Sau đó chúng mình đáp số 2.24 quả táo. Các em lưu ý, khi chúng mình đáp số, các em cần ghi rõ đơn vị đó là quả táo. Như vậy là chúng mình đã biết cách thực hiện giải bài toán. Và từ đó chúng mình rút ra được kết luận đó là muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình đọc lại quy tắc này nhé. Các em đọc xong chưa? Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau khám phá kiến thức của bài. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức mà chúng mình vừa học được để chúng ta làm phần hoạt động nhé. Bài số 1 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống có dấu hỏi chấm. Bây giờ các em hãy quan sát, có 3 dòng. Dòng thứ nhất đó là số đã cho. Dòng thứ hai đó là thêm vào số đã cho 8 đơn vị. Dòng thứ ba là yêu cầu gấp 8 lần số đã cho. Vậy ở đây, chúng ta hãy quan sát cột mẫu. Số đã cho là 4. Ở dòng thứ hai, dữ kiện cho là thêm vào số đã cho 8 đơn vị. Vậy thì ở đây, thêm vào có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Vậy ta sẽ lấy số đã cho là 4 cộng thêm 8 đơn vị thì ta sẽ được kết quả là bằng 12. Ta điền số 12 vào ô trống. Còn ở dòng thứ ba, yêu cầu dữ kiện cho là gấp 8 lần số đã cho. Thì gấp ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện nhân số đó, số đã cho với số lần. Vậy số đã cho là 4 nhân với số lần gấp đó là 8 lần. Thì ta sẽ thực hiện 4 nhân 8 bằng 32. Ta điền số 32 vào ô trống. Tương tự như vậy, các ô trống còn lại, các em hãy thực hiện lấy số đã cho và thực hiện theo yêu cầu là thêm vào 8 đơn vị và gấp 8 lần số đã cho để chúng ta tìm số còn thiếu vào ô trống nhé.
Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Câu thứ hai, số đã cho là 7. Vậy 7 thêm 8 đơn vị, ta sẽ được kết quả là bằng 15. Và 7 gấp 8 lần thì chúng ta sẽ được là 7 nhân 8 bằng 56. Câu tiếp theo, số đã cho là 11. 11 thêm 8 đơn vị, ta được kết quả là bằng 19. Và 11 gấp 8 lần thì chúng ta sẽ thực hiện 11 nhân 8, ta được kết quả bằng 88. Tiếp theo, số đã cho là 8. Gấp, chúng ta thêm vào 8 đơn vị, tức là 8 cộng 8 sẽ bằng 16. Gấp 8 lần số đã cho, ta lấy 8 nhân 8 bằng 64. Có tiếp theo đó là số đã cho là 9. Thêm vào số đã cho 8 đơn vị thì ta sẽ cộng 18, ta được kết quả bằng 17. Và gấp đầu số đó lên 8 lần thì ta sẽ lấy 9 nhân 8 bằng 72. Chúng ta điền 72 vào ô trống. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 giúp chúng mình củng cố thêm một số đơn vị vào một số và gấp một số lên một số lần. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Để chúng mình điền được ô kết quả vào ô trống còn thiếu thì các em hãy quan sát đường đi của các lời dẫn này để chúng ta làm bài. Quan sát mẫu. Đầu tiên là số 10. Chúng ta sẽ gióng theo đường đi đó là màu cam. Ở đây có dữ kiện là gấp 5 lần. 10 gấp 5 lần có nghĩa là 10 nhân 5 bằng 50. Ta sẽ điền kết quả bằng 50. Tương tự như vậy, ở có ô số thứ hai đó là số 7. Đường đi là màu tím. Thêm 5 đơn vị thì ta được kết quả là bằng bao nhiêu? À, các em ạ, 7 thêm 5 có nghĩa là 7 cộng 5 đấy. 7 cộng 5 bằng 12. Chúng ta sẽ điền kết quả bằng 12 vào ô trống. Tiếp theo đó là 6. Chúng ta xem đường đi đó là màu xanh lá cây. Thêm 8 đơn vị. 6 thêm 8 đơn vị, tức là 6 cộng 8. Ta sẽ được là kết quả bằng 14. Và dữ kiện cuối cùng đó là 15. Đường đi màu xanh nước biển. Gấp 4 lần, tức là 15 nhân 4. Ta sẽ được kết quả bằng 60. Như vậy chúng ta đã tìm được số thích hợp để điền vào ô trống còn thiếu. Và qua bài tập số 2 này cũng giúp chúng mình củng cố cách thêm một số đơn vị vào một số và cách gấp một số lần. Gấp một số lên một số lần. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Các em nghe cô đọc. Năm nay con 9 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi, năm nay bố bao nhiêu tuổi? Đọc thầm lại bài toán và cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì. À, bài toán cho chúng ta biết năm nay con 9 tuổi. Chúng ta tóm tắt như sau. Tuổi của con được thể hiện bằng một vạch và đây là 9 tuổi. Và cho biết thêm tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi bố sẽ gấp 4 lần, tức là 4 phần bằng nhau. Và tuổi bố ở đây chưa biết thì bài toán hỏi chúng ta là năm nay bố bao nhiêu tuổi. Để biết được năm nay bố bao nhiêu tuổi, chúng mình sẽ làm như thế nào?
Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình giải bài toán vào vở ô ly nhé. Các em giải xong chưa? Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Bài toán hỏi: năm nay bố bao nhiêu tuổi? Chúng ta trả lời như sau: tuổi bố hiện nay là. Hoặc chúng ta có thể trả lời là: năm nay bố có số tuổi là. Phép tính: ta lấy số tuổi của con nhân với số lần tuổi bố gấp lên, đó là bố gấp 4 lần. Ta sẽ lấy 9 nhân 4 bằng 36. Mở ngoặc tuổi, đóng ngoặc. Đáp số 2.36 tuổi. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn và với phép tính nhân và cách gấp số đó lên một số lần. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.